Tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định thành lập 3 cụm công nghiệp Kim Động, Chính Nghĩa, Đặng Lễ với tổng diện tích 225 ha nằm trên địa bàn hai huyện Kim Động và Ân Thi. Theo kế hoạch, các cụm công nghiệp này sẽ tiếp nhận doanh nghiệp thứ cấp từ năm 2023. Chủ đầu tư của ba cụm công nghiệp nói trên là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên. Đây là doanh nghiệp thuộc tập đoàn đầu tư Sài Gòn, chuyên về đầu tư xây dựng các khu công nghiệp như Quế Võ Bắc Ninh, Tràng Duệ Hải Phòng, Quang Châu, Bắc Giang, Tân Phú Trung, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới vào đầu tư như Canon, Foxcom, LG, Nippon Juki. Bắt đầu từ quý 1 2023 trở đi là tiến hành giải phóng mặt bằng và đến quý 2, quý 3 năm 2023 là xong cái phần giải phóng mặt bằng và bắt đầu là đi vào san lấp và thi công xây dựng. Tổng vốn đầu tư làm hạ tầng của ba cụm công nghiệp là gần 3.000 tỷ đồng. Ngành nghề thu hút đầu tư là sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử công nghiệp công nghệ cao. Khi đi vào hoạt động, ba cụ công nghiệp này sẽ tạo ra nhiều công an việc làm cho lao động và là cố hích phát triển kinh tế cho các địa bàn.